Dạ, xin mến chào cả nhà mình ha. Chào cả nhà mình cũng quay trở lại kênh của em. Thì hôm nay cũng quay lại cái miếng vườn 4 công này cả nhà. Hiện tại bây giờ thì em cũng đã tưới đợt phân cuối cùng rồi. Dạng như bỏ cả nhà. Bỏ không có, mình không có tưới nữa. Để cho cái cây mình nó sẽ đứng tược luôn ha. Đứng tược cho cái gốc và cái cành nó nở như cả nhà. Đó thì... vào thời điểm này thì thứ nhất là mình làm cho cái cây của mình nó đứng tược, nó lớn gốc. Thứ hai nữa mình cũng giảm phân thuốc lại ha, không có tưới cho hạn chế cái tiền phân thuốc. Nếu mình tưới mà nhiều quá đó cả nhà, tưới nhiều quá thì cái tiền phân thuốc nó cũng tốn kém ha. Thứ hai nữa thì cái cây mình nó cũng đi tược hoài, nó không đứng đọt mà để cho nó lớn lớn củ và lớn gốc ha. Đó, cả nhà thấy cái tay cái em nè, cọng rễ này rất là lớn nha cả nhà, lớn hơn tay cái em cả chân cái luôn ha, chân cái trở lên nè, so sánh ha cả nhà. Nên quay lại thấy thì số cây này hôm nay nó rất là cứng cáp này cả nhà. Nên cái thời gian đầu tiên á, thời gian đầu tiên để mình chăm sóc những cái cây gốc nhớt này nè. Đó, nếu mà cô chú anh chị nào mà chưa có kinh nghiệm đó, làm năm đầu tiên rất là cực ha. Nói chung năm đầu tiên là cái khâu nó quan trọng nhất để cho cái cây mình nó sẽ phát triển lâu dài ha, lâu dài. Đó, khi mà qua cái năm đầu rồi thì cái cây mình nó đã chịu bắt đất ha, bắt đất thì nó lớn rất là mau nha cả nhà, lớn rất là mau. Đó, thì tại vì khi mà nó ăn qua đất rồi thì cái cây mình chỉ tưới phân xịt thuốc thì nó rất là dễ ha. Còn thời gian đầu thì mình nhiều khi mình còn phải giữ được cái lượng nước. Ha, giữ lượng nước rồi mình tưới dưỡng nó rất là nhiều ha, tưới dưỡng rất là nhiều. Nên cái khâu đầu tiên, cái năm đầu tiên mình nếu mà mình không có kiên trì đó cả nhà thì cái cây mình nó sẽ nuôi mình thấy nuôi nó không có đạt ha, nó không có tốt thì mình không có kiên trì thì nên cái cây mình có thể là suy yếu luôn ha. Đó. Nên qua năm được cái năm thứ hai này rất là dễ ha. Rồi, cây này bạch lớn nữa cả nhà. Cái bệt nó nằm dài nè cả nhà ha. Gốc này cũng lớn nè ha. Lớn hơn chân trái em nhiều rồi, nửa cầm tay ha. Thời điểm này thì Tết này nữa cả nhà, Tết này nữa tại vì em trồng vào tháng 5 tháng 6. Thì Tết này nữa thì được khoảng 1 năm rưỡi rồi đó cả nhà. Năm rưỡi hơn năm rưỡi tí ha. Nên tại trồng vào tháng 5 tháng 6 thì cái thời điểm đó nó cũng nói chung là không có thích hợp nữa ha. Thường là mình trồng mà có thể là từ tháng giêng tháng 2 tháng 3 tới tháng 4 ha. Nhưng mà tại vì mình làm á, khi mình xây bồn gạch thì làm xong mình mới trồng được ha. Đây, số này ra khu này lớn mau nè cả nhà. Nói chung không điều tại vì khi mình làm cái bồn gạch á, bồn gạch thì cái đầu tiên là em lúc đó trồng vê ha, trồng vê rồi cái vê mình thấy không phát triển nữa cả nhà. Phát triển mình thay cái bồn gạch, lúc đầu thì em chỉnh sửa cái bồn gạch tây thước nên nó không có ảnh hưởng cái cây lúc đó ha. Còn sau đó mình làm sao thì cái cây nó cũng bị khằn, nó làm như chờ đợi đó cả nhà, nó chậm phát triển hơn. Đây này quấn vàng dễ dài này cả nhà, quấn bính dễ dài, có kiến này cả nhà, có kiến này thì có thể là tháng 11, tháng 12 khi mình lãi lá đó cả nhà. Khi mình lãi lá thì em sẽ tưới một đợt sát trùng cả nhà, sát trùng ha, để mình diệt trùng hoặc là mình tưới cái loại mà thuốc sâu đó. Thì con đồng đỏ cả nhà thấy có cái chai mà để đặt ở trong nó có trị diệp sáp rồi đó, có thể mình pha mình tưới ha, tưới với dưỡng hoặc là tưới phân cũng được. Mình tưới đến một hai đợt vậy đó cả nhà, một hai đợt cho cái diệp sáp á, nhiều khi nó trú ẩn ở dưới đất, ở dưới mấy cái bồn này nè. Mình xịt nó nhiều khi nó núp, nó mình không có thấy cả nhà. Đây, số này nè, củ này lớn vàng ươm hết cả nhà, củ này cũng bự ha. Đó, bắt đầu thời gian điểm này tháng 10 nè cả nhà, nó lớn, bắt đầu nó lớn ha. Tại vì nó không còn đi tược nữa thì nó sẽ nuôi củ và nó nuôi chân cành. Nên thời điểm này thì mình không cần xịt thuốc ha. Có thể mình lâu lâu mình rã sát trùng cũng được. Khi mà chuẩn bị lãi lá đó cả nhà thì mình sẽ
tưới một đợt như nãy em nói đó, tưới một đợt cái chai rồng đỏ đó, cái hiệu rồng đỏ mà nó có đặc trị, đặc trị mà điệp sáp luôn ha. Đây cái này cũng có củ dài nữa cả nhà, để cám năng lên đây ha, để cám năng lên đó. Thì cái củ ở đây thì cả nhà để ý ha, lâu lâu nếu mà mình thấy nó lắp cái củ nhiều quá có thể mình môi lên phân nửa nha cả nhà. Đó, phần môi lên phần nửa ha, để cho cái củ nó lên trên nó mới lớn nhiều. Còn nếu mà lắp sâu quá đó, có số củ nó cái đất của mình nó ém quá đó, thì số củ đó có thể là nó bị không phát triển được, thì nó cái củ nó bị treo lại ha, nó bị nhỏ lại. Còn nếu mình đưa lên nè cả nhà, đưa lên phơi phơi vậy để nó da nó màu lớn ha, nó làm cục cục nè, rám vàng luôn. Nó âm xuống sâu quá thì rất là dở nha. Này mồi ra thăm thăm lại nha cả nhà, lâu quá mồi mồi cứ mồi mồi lên hết nha. Tất cả em để vô này, cái này cũng lớn đủ ha. Được mình trồng cái năm thứ ba ha, thứ ba thứ tư thì cái mức độ nó sẽ lớn rất là mau ha. Này hôm nay cái khung tàn nó cũng cao lớn rồi cả nhà, cao lớn rồi. Thăm chừng để mồi mồi ra ha. Này cũng đưa củ lên nè, anh nhà thấy ha, cái củ nè. Khi mà nó liền một khối ha, cái nhà thấy củ nó lớn liền. Nên khi mình chọn lựa trồng cây mai đó, thì có thể là mình lựa có vấn đề thì nó sẽ đẹp hơn ha. Có vấn đề thì cái cây mình nó sau này thì cái bộ rễ nó làm một cái củ to hơn, nó nhiều hình dạng khác nhau ha. Em cũng đang thả nữa cả nhà. Nếu mà trước khi mình để ý nha cả nhà, trước khi mình lãi lá vào tháng 11 hoặc tháng 12, mình muốn xuống lá để lãi, bỏ lá thay lá mới cho năm tới cái cây mình nó đi trượt đó, thì chú ý có thể mình sẽ bấm vô một đoạn nữa, đừng có thả như vậy mình lãi lá nha cô chú anh chị mình. Đó, đừng có thả như vậy mình lãi lá, mình sẽ bấm vô sâu vô đại đi ha, sâu vô đây. Đó, sâu bấm sâu vô để cho thứ nhất là cái tàn nó kẹo ha, thứ hai nữa là nó nuôi cành nhánh nó đều hết luôn đó. Có thể là nếu mình thả quá thì cái khoảng giữa này nó sẽ bị thiếu, nên mình canh làm sao như một cái tàn thông mà nó vừa thôi, chứ đừng ở từng dưới mà nó dài quá nha. Đó, như vậy thì cái cây mình nó sẽ tròn ha, sẽ tròn và nó phát triển không có bị lép tàn. Cả nhà nên chú ý cái khâu ha, mình sẽ bấm trước rồi khoảng một tháng đó, nó bấm để nó dồn lên cái lực lên những cái nụ ha, nụ hoặc là những cái ngồi viết ở ngoài đây nó, nhưng mình bấm khoảng này ha, khoảng này thì mình bấm trước nửa tháng nha. Đó, bấm trước xin lỗi, bấm trước nửa tháng đến tháng nha. Đó, mình bấm như vậy nó nuôi lực ra, rồi sau đó mình sẽ lãi lá thì cái thuộc mình đó, nó sẽ phượt ra mạnh hơn ha, nó phát triển mạnh hơn như rất là nhiều nha cả nhà. Cây này nó lắp cũ rồi nè, chung cây nào lâu này thì cây nào cũng có cái cũ hết nha cả nhà, nào cũng có cũ đó. Nên cây nhà thấy ha, cũ cũng nở nè, hoành cũ ha, cũ này cũng khoảng 30 hay mấy 30 đó nha. Ra đây luôn những cái rễ mà nó ăn lên trên vậy, như nãy có cọng rễ nữa cả nhà, thấy có cọng rễ nữa ha. Tại mình lắp thường thường mình đắp rơm á, cái rễ cám nó lên rất là mau, nên mình sẽ cắt bỏ, nếu không cắt bỏ nó chèo sau này cái củ rễ mình nó cũng sẽ xấu hơn nữa nha. Đó, nên mình để ý mình moi số cây nào mình nói mình moi ra cho cái củ mình nó sẽ mau lớn hơn nha. Đây tất cả em để cả nhà thấy có kiến nha, cả nhà thấy có kiến nha, có kiến mà chỗ đó thì hôm trước thì cây em cũng có một số bị điệp sáp đó cả nhà, nhưng mà nay thì nó cũng đỡ ha, thấy nó cũng giảm bớt rất là nhiều rồi. Nãy giờ quay cũng chưa thấy điệp sáp nè, nghĩ chắc tưới đợt đó thì nó cũng thứ hai đợt thì điệp sáp nó cũng đã chết hoặc là đi ha. Thường là kiến như vậy nó sẽ tha điệp sáp nha cả nhà, nên mình thấy mình nếu mình thấy điệp sáp nhiều mình nhớ là ngăn ngừa nó liền, ngăn chặn nó liền. Nếu không điệp sáp thường nó đậu những cái nhánh này nè, cái nhánh này nó không phát triển, như cái nó chết luôn đó. Cả nhà nhớ lưu ý ha, có nhiều cách để trị, mình xịt cũng được mà mình tưới cũng được nữa.
này lúc trước trồng cả nhà, trồng hơi ngược, rễ nó làm hơi ngược này. Cũ lên ha, đưa cũ lên này nhà cả nhà thấy nè, lớn khủng khiếp lớn luôn, lớn rất là mau ha. Bộ rễ nó nhìn vàng ươm luôn, những cái cũ này nhìn nó vàng ha, màu vàng rồi. Lớn ra nhìn thấy nứt da luôn cả nhà thấy ha, nó nứt nứt luôn nè, quá lớn luôn ha. Thì nói thật sự thì cái năm đầu tiên á, khi mà mình em trồng cái V6 đó V6 đó thì để tiện cho cái khâu làm cỏ đó, xịt thuốc đó cả nhà. Mà trong cái khi thời gian khoảng 6 tháng đầu tiên rất là lo ha. Em thì canh nước em giữ rất là kỹ đó, giữ nước nè, giữ nước rồi mình tưới dưỡng tưới phân đúng cỡ ha, đúng cỡ. Nhưng mà cái V6 đó em thấy nó ở khu khoảng 2/3 tở xuống đó là nó không có phát triển, ở nó bị chìm nhẹp luôn cả nhà. Có nghĩa là khi mình nó không có thông thoáng đó, không có thông thoáng nên cái bầu của mình nó chìm nhẹp hoài. Bộ rễ cái cây nắng lên đó, thì thường ở trên cái mặt cây bầu V6 đó nó sẽ khô ha. Còn mà cái lớp dưới đó cả nhà, cái lớp dưới khoảng 2/3 trở xuống đó, thì nó lại ẩm ướt, nó như sình vậy cả nhà. Nên cái cây của mình nó dễ bị hốc ha. Ở dưới thì nó úng rễ, ở trên thì nó bị khô. Nếu mình tưới nhiều, càng nhiều thì ở dưới nó càng ẩm ướt ha, ẩm ướt. Nên khi đó em quyết định em thay là cái bồn gạch liền cả nhà. Còn sau này những miếng giường sau này đó thì em đã đổi lại luôn, em làm bồn gạch luôn. Thì tính kinh tế thì lúc đầu mình bỏ ra ha, mình bỏ ra tốn thì cái khoản đầu tiên này nó rất là nhiều. Nhưng mình tính khoảng 2 năm thôi, 1 năm rưỡi đến 2 năm là mình tính mình lời rất là nhiều. Tại vì cái bồn gạch á, cái bồn gạch này nè cả nhà, thì em một bồn gọn như vậy khoảng 60.000 em tính đó. Nếu mà gạch với công thì em nghĩ chắc khoảng 70.000 đó, 70-80.000. Thì cái bầu V6 hiện tại bây giờ thì mình mua cũng khoảng 20-30.000 cả nhà đó. Thì nhưng mà nó không phát triển. Thứ hai nữa khi mình trồng mà không có cái bồn gạch này nè, không có bồn gạch mình đắp đất á, thì cái công làm cỏ mình trong một năm nó rất là nhiều. Tại vì một tháng mình phải làm một lần. Nhưng mà khi mình làm cỏ trên những cái bồn này nè cả nhà, làm cỏ trên bồn mình dùng dao mình chặt thì cái đất nó sẽ bị làm như mình tô, nó dẻ luôn ha, dẻ khác, mình tưới nó không có xuống. Phân thuốc thì mình tưới nó cũng không có được ngấm vô trong đất này nhiều nữa. Nên cái khâu mà tưới nước tưới phân rất là dở ha. Còn cái bồn gạch này nè mình trụ gom lên, thứ nhất mình đỡ làm cỏ nè, thứ hai nữa ha là cái cây bộ rễ nó phát triển lên rất là mau và nó hút dinh dưỡng, hút nước, phân thuốc thì kia đó vô thì cái cây mình nó phát triển rất là đồng đều. Từ tháng 4 tháng 5 nè cả nhà, giữa tháng 4 đến tháng 5 là em bắt đầu em thay cái bồn gạch. Tới thời điểm này thì hiện tại bây giờ khoảng 5 tháng mấy thôi cả nhà, 5 tháng mấy mà nó phát triển rất là mau. Em nghĩ là nó hơn gấp đôi hai năm rồi nữa đó. Nên hiện tại bây giờ thấy là rất là tốt đó. Rồi thì năm nay thì cả nhà thấy nếu mà nó chịu bắt đất như vậy ha, năm tới nó phát triển rất là mau. Mình tưới phân, mình tăng phân đồ rất là dễ ha, tưới phân tăng phân rất là dễ đó. Thì cái khâu cái năm thứ hai này là mình tưới nước rồi mình đi phân nó, thì càng đi thì nó càng phát triển thôi, phát triển rất là mau ha, ngoài sức cái mong đợi của mình luôn. Lúc đó thì nguyên cái này là em rải đó cả nhà, có thời điểm em rải là tới 20-20 mấy ký luôn. Nhưng mà nó không có, khi mà có rễ rồi thì cái cây mình nó không có bị ngợp đâu cả nhà, nó không có bị sốc phân đâu đó. Nên rất là dễ ha, rất là dễ. Nếu mà nó phát triển rồi là mình đi phân thuốc càng tăng thì cái cây mình càng đi được nhiều thôi, chứ không có sao hết ha. Đây,
hơi sâu nè, này ẩm lấp đất hơi sâu. Khi mình đông lá mình làm tủ gom lên lần nữa. Đó thì ở đây thì em có thể là khi tháng 10, tháng 11 ha, sau khi mà em bấm cành rồi đó, chuẩn bị để lại lá đó, thì em sẽ trụ lên một lớp rơm nữa nha cả nhà. Nó trụ rơm vậy mình được 3 tháng mấy trời. Là rơm thì nó không có mát đâu. Một cuộn nó tầm khoảng, hôm trước thì em mua ở bển khoảng 40 mấy ngàn cả nhà. 40 mấy ngàn đó. Đó nên trụ rất là mau ha. Trụ nó giữ ẩm rất là tốt. Mà cái cỏ nó lên cũng ít nữa. Cái cây mình nó phát triển tốt luôn nha. Đây cũng có ít diệp sáp nha cả nhà. Cây này có ít nha. Mình thấy mình giết bớt đi cả nhà. Để nó ăn lây lan ra là cái nhánh đó nó không phát triển được đâu. Cây này cái tạng ngang cũng khoảng mét mấy. Dạ rồi ha. Thì hôm nay cũng quay lại cái miếng vườn mà em trồng được một Tết nay được khoảng 1,5 năm nữa cả nhà. Đó, thì em thấy có phát triển rất là tốt, quay lại cho cả nhà mình tham khảo ha. Và mình sử dụng cái cách nào để cho cái cây mình nó phát triển hơn. Thì theo ý em thì cô chú anh chị mình có thể là quyết định xây bè làm cái bồn gạch đi nha cả nhà. Bồn gạch là mình trụ gơm cho nó cái cây mình nó phát triển tốt hơn nữa đi. Đó, thì năm tới thì cả nhà thấy ha. Thì để vào khoảng tháng 4, tháng 5 thì cái sự phát triển nó cả nhà thấy thì nó sẽ vượt hơn năm nay rất là nhiều ha. Cái tàn có thể là năm tới có thể là một từ 1m2 đến 1m3 luôn cả nhà. Nếu mà bấm tròn mà nó kẹo luôn á, khoảng 1m2, 1m3 ha. Tại vì hiện tại giờ nó cũng 1m rồi nhưng mà nó chưa có kẹo nha. Em đang thả cái cây này luôn cho nó lớn xương nè. Đó, để chuẩn bị lại lá mình sẽ con lại cho nó gùng lại trong khoảng 7-8 tấc thôi. Rồi thì một lần nữa ha, cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem qua và ủng hộ những cái video em trong thời gian qua. Rồi thì em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ha những cái video tiếp theo. Dạ em xin mến chào ạ.